Nam mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Di Đà tôn thiên Bồ Tát. Vừa vào câu đó mà hỏi rằng vì sao Phật pháp về chỉ có ba châu thôi, còn một châu không có? Thì cái châu mà không có Phật pháp ở trong kinh ta gọi là Bắc Cô Lô châu, cái châu Bắc Cô Lô. Thì nó giống như giờ đây là ví dụ như mình đi chùa, có thể có nghe Phật pháp, có nghe đạo lý, đi tới trường học cũng có thể có nghe Phật pháp, có nghe đạo lý, đi làm ăn trong các công trường, nông trường đều có thể có nghe đạo lý, có phải có quấy. Nhưng mà chỉ có cà phê ôm, đèn mờ, đường sân quán là không có đạo lý. Nó giống y như vậy thôi. Vì cái chỗ mà chơi bời trác tán là người mà trác tán chơi bời chấp nhận những chỗ chơi đó rồi là không có kể đạo lý, kể cả Siddha cũng không sợ luôn. Còn ví dụ đi chùa có nghe được cái phải, cái phá, cái trái, cái chánh, cái tà, đó tức là Phật pháp đây. Bây giờ trong công trường, nông trường đều có thể nghe được cái phải, cái quế, cái tốt, cái xấu, để mình chừa, mình bỏ, mình lấy, coi như là có nghe Phật pháp. Vào trường học, tiên học lễ, hậu học văn, được nghe cái phải, cái quấy, cái chánh, cái tà. Đó là ví như là ba cái chỗ đó, ba cái cửa đó là có Phật pháp. Còn cửa kia là vì sao? Vì cái cửa kia là cái cửa chơi bời trác tán. Những cái chỗ cà phê ôm, cái chỗ mà đèn mờ, cái chỗ ăn chơi trác tán thì hoàn toàn là những người đó không bao giờ nói tới cái chuyện mình làm ăn, thậm chí phải quấy, mà chỉ nói chuyện vui đùa. Do vậy cho nên là cái chỗ đó không có nghe được cái điều thị phi và cái chuyện cần cù làm ăn gì hết, phải trái gì hết. Thế thì là Bắc Cô Lô châu là trong kinh diễn tả là cái châu đó nó quá sướng. Vì quá sướng cho nên không có đặt cái vấn đề nghĩ ngợi vấn đề là thiện ác, phải quấy tội lỗi gì nữa hết. Chỉ hưởng lạc mà thôi. Mình đại để nó như thế. Tại vì sung sướng quá. Cho nên là người nào mà cái nhà cửa mà quá sung sướng, muốn gì được nấy, mà phần nhiều là người ta rất dễ đi vào cái con đường của tiêu pha, ăn xài, dục vọng, thì cái được con đường rất là dễ đi, nó thuận với ý muốn của mọi người. Cho nên là cái gia đình mà nó quá sung mãn cũng rất dễ trở thành Bắc Cô Lô châu. Nó trở thành cái châu mà không có Phật pháp, không hề sợ nhân quả, vì họ chưa từng bị cái khổ đau dày dọt về đức họ, chưa hề thấy thiếu thốn. Cho nên là cái chỗ mà sung túc quá cũng khó tu lắm, không khéo nó trở thành Bắc Cô Lô châu, là cái chỗ không có Phật pháp, đạo lý nói không nghe, nhân quả không sợ, không tin. Nên cái châu đó ở đây nè, ở Sài Gòn cho lớn gia đình này con, chứ không phải là ở xứ nào xa lạ. Còn vấn đề ngài Tiểu Châu mà nói niệm câu niệm Phật rồi ai hỏi nó rồi phải xúc miệng rồi. Là đây là nói theo kiểu của đạo tối thượng thừa, là vì cái người mà người ta tu mà thật sâu rồi đó, cái niệm Phật đâu có phải bằng cái danh hiệu, bằng âm thanh. Niệm bằng âm thanh đó thành thật mà nói không có kết quả lớn đâu.
Con nói ví dụ như mỗi ngày mình niệm cho chủ vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vừa niệm vừa lành vậy nè, kết quả không có lớn. Thành ra đây là dùng cái cách kia bằng đối trị tốc đàn. Và muốn dạy cho cái người tu là phải niệm cái tâm Phật của anh, cái đó anh mới gặp được Phật. Chứ anh niệm bằng cái môi, bằng cái miệng đó là anh không gặp được Phật đâu. Vì vậy cho nên là tôi coi nó không có giá trị gì hết, thành ra là xuống miệng. Đó là cái lời nói cường điệu giao to búa lớn để đối trị những cái người mà ham niệm Phật mà không biết niệm cái tâm thanh tịnh của mình. Cái ý như vậy đó. Đó vậy đó gì đó. Cái gì là ông nói ông niệm Phật đó. À hỏi người ta cúng dường nghĩa là thọ dụng cúng dường vậy, rồi thọ dụng của người ta không có, tôi niệm Phật. Có nghĩa là tôi niệm Phật đây là niệm Phật, là niệm tâm là niệm Phật đây. Cái tâm của tôi thanh tịnh mà tôi trở về với cái tâm thanh tịnh đó thì tôi thọ của cúng dường, nghĩa là vô số kẻ mà cái của kia không bù được. Cho nên tôi có thể sẵn sàng thọ người cúng dường. Vạn lượng huỳnh kim dị tiêu đắc, ngàn lượng vàng đi nữa cũng tiêu được. Vì cái người mà nghe được một cái câu mà của tôi dạy bảo ra, y lời Phật mà tu hành á, thì người đó sẽ khinh an, sẽ giải thoát mà không có cái giá trị tiền bạc vàng bạc nào mà mua được. Do vậy cho nên là tôi nói tôi niệm Phật đây cũng là một cái cách đối trị tất cả. Cái niệm Phật của tôi nói hồi nãy tôi xúc miệng, mà bây giờ tôi nói tôi niệm Phật để tôi đền cái ơn. Có nghĩa là tôi hướng về với cái Phật tâm, Phật tánh. Từ cái chỗ đó mà tôi có thể là nhắc nhở cho mọi người nương vào đó mà được an lạc giải thoát, thì không có cái số tiền của cúng dường nào mà có thể bị kịp. Cho nên là cái chuyện của các vị thiền sư người ta nói đó, mình dựa vào cái ngôn từ đó mà mình hiểu qua hiểu lại mà không có đi sâu vào bên trong đó, thì nghe nó hơi kỳ lạ đó. Thế thì giờ ta bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 98, tại giảng đường Từ Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 20 và tới cái đoạn thứ 24. Đoạn thứ 24 phải chiêm ngưỡng cách nào mới đích thực là thấy được Như Lai. Này tôi đã nhắc đại chúng nhiều lần, trong tất cả những danh từ mà tôn xưng cái danh hiệu Phật là để ý cái danh từ Như Lai là danh từ viên mãn nhất. Khi mà gọi Phật là Như Lai đó, tôn xưng bằng cái danh hiệu Như Lai đó, là nó đi sâu vào cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái viên giác diệu tâm, tức là Như Lai viên giác diệu tâm. Nói một cách khác, cái từ Như Lai là chỉ cho Phật mà là Phật pháp thân. Phật Như Lai
là chỉ cho cái chân lý tự nó thanh tịnh, nó tồn tại hiện hữu vô thủy vô chung, nghĩa là không có lúc nào là cái Như Lai thật này gián đoạn và mất không còn ở trên trần gian, không có lúc nào mà có cái đó. Chỉ cho cái thể tánh thanh tịnh đó nó vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Thì khi mà nói tới cái từ mà Như Lai là phải hiểu cái đó. Như Lai là cái bản thể như như của vạn pháp, không có đầu mối, cũng không có cuối cùng. Còn nói về ở trong con người của chúng ta đấy, trong con người của chúng ta mọi người cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm ở trong, tức là cái tâm mà nó giác ngộ, nó tròn đầy, nó sáng suốt, nó thanh tịnh ở trong con người của chúng ta. Cho nên lúc nào nó cũng vĩnh cửu tồn tại ở trong ta. Chỉ có cái điều là bình thường chúng ta không phát hiện ra được nó. Mà muốn phát hiện ra được cái Như Lai viên giác diệu tâm thì ta phải có tư duy, phải có thiền định, ta mới quay về hướng nội mới thấy được cái đó. Nó giống như cái người mà muốn biết được nước biển thì phải có cái tư duy nhận thức, phải dời cái tánh xôn xao của biển vào ở nơi cái chỗ mà không có những cái điều kiện khuấy động, thì lúc bây giờ mới có thể thấy được thật cái thể của nước biển. Tôi nói ví dụ như các vị mà ra ngoài Vũng Tàu, Long Hải, từng nước biển đâu. Cái nước biển thật mà các vị muốn thấy nó là các vị phải có cái cách là cái nước biển đó nó vô trong một cái hồ nào đó, nó phải chảy vô cái hồ nào đó không có gió, không có sóng, thì lúc bây giờ các vị mới có thể nhận rằng đây là nước biển thật. Nước biển là vậy đó, nó bằng thẳng vậy đó, nó trong suốt vậy đó, chứ nó không có phải lôi nhô ào ạt mà có thể nhận chìm chết con người vậy đâu. Còn cái mà nó ào ạt, nó lôi nhô có thể nhận chìm, nhận chết tàu thuyền và những cái con người đó, cái đó là sóng biển chứ không phải nước biển. Tuy nhiên sóng biển không ngoài nước biển mà có, nhưng mà nhìn cái ồ ạt lô nhô đó là nhìn các vị thấy sóng biển chứ không phải các vị thấy nước biển. Mà nước biển thật thì các vị phải dùng một phương tiện cho nó vào trong một cái hồ nào đó, cái sông nào đó lớn, rồi các vị mới thấy được cái thể của nước biển là phẳng lặng. Mà thật là nước biển nó là như vậy đó, cái thể của nó là phẳng lặng vậy đó, chứ không phải ào ạt lô nhô chìm nhận tàu, nhận bè, nhận chết người, cái đó không phải. Thế thì cái tâm mà Như Lai viên giác màu nhiệm của chúng ta cũng vậy, nó ở trong mỗi người chúng ta đều có mang nó theo hết đấy. Giống như biển mênh mông, nó có mang cái tánh nước biển phẳng lặng như tờ đó. Nhưng mà bình thường thì là vì sóng vì gió mà không hề có cái hiển lộ cái mặt thật của nước biển là phẳng lặng, không có, không ai thấy được hết. Thế thì cái tâm màu nhiệm của chúng ta là ở trong ta, mà tại vì chúng ta bị kêu bằng thất tình lục dục đó mà, bị phiền não vô minh nó che lấp, nó biểu hiện cái phiền não vô minh, nó biểu hiện ra tham sân si mạng nghi, nó biểu hiện qua phẫn hận phú não tật sang, nó biểu hiện ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Cứ như thế mà nó liên tục, nó hoạt động trong ngày cũng như đêm. Từ giấc ngủ không chiêm bao, chứ giấc ngủ chiêm bao nó vẫn tác động hoành hành. Thế thì là cái đó là đều là không phải là cái Như Lai viên giác diệu tâm.
không phải là cái tâm bà thẳng lặng như gương giống có của chúng ta đâu. Nó là vọng tâm hết. Cho nên hàng ngày chúng ta sống với vọng tâm hết. Mà muốn thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm kia thì phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định là cái giai đoạn đầu tiên là phải dùng Samatha, tức là chỉ. Chỉ tức là ngăn dứt, bớt việc. Phải bớt việc. Bớt việc đây này cũng như cái thơ này, đây này có Phật tử mới gửi thì nhờ gửi thơ mà học hàm thụ kiểu này mà nhờ tôi chỉ cách tu thiền là tôi không có bảo đảm đâu á nha. Đây là không phải là trường đại học mở đâu á. Đại học mở người ta phải có vi tính radio rồi ta làm chương trình, ta gửi đi rồi phải học lâu mới được chứ. Đây miếng vậy đây nhờ gửi lại giải cách ngồi ngồi cho được. Thiền đâu phải là ngồi không, gọi là thiền tọa không phải ngồi ngoái tọa. Có những lúc đi lúc đứng, có lúc cần nằm cũng gọi là thiền. Mà muốn như vậy là phải học thôi, học nhiều học kỹ và phải tư duy quán chiếu thôi, chứ còn gửi thơ à, bảo giờ ngồi dày dày không được đâu. Chưa kể là cái căn tánh của cái người đó, thầy thuốc rồi mà coi mạch không bao giờ người ta coi mạch bằng thơ. À, muốn là phải tới à, bởi vì người ta vọng văn vấn thiết, ta nhìn cái sắc mặt, cái nước da là cái thứ nhất. Thứ hai nữa ta giả đò ta hỏi hỏi này hỏi kia hỏi nọ, đó không phải là ta hỏi chơi đâu. Ta hỏi để ta nghe cái giọng điệu của các vị trả lời đấy, vừa trả lời sự sinh hoạt của bản thân của gia đình mà vừa nghe cả cái âm thanh của các vị, ta biết người đó nóng hay là lạnh, người đó là như thế nào nữa. Ta nghe cả tiếng nói, cả hơi thở nữa. Gọi là văn. Cái thứ ba là vấn, là hỏi để cho khai từng cái bệnh. Khai với tật cũng được, khai trúng cũng được, người ta gom lại, ta cộng với cái vọng cái văn kia, cộng lại. Cuối cùng người ta mới bắt mạch. Ta mới là đưa cái ống nghe rồi ta nghe. Thế thì coi mạch là cũng phải có người. Chứ mà coi mạch bằng thơ, trả lời bằng thơ thì thầy thuốc cũng chịu thua thôi, không làm gì được hết. Cho nên cái thứ cái coi mạch đó, mà trước kia trước đây ha, trong báo có đăng một chuyện, có bà năm nay bà 60 tuổi rồi, bà ta đi tới phòng bác sĩ để coi mạch khám nghiệm. Bác sĩ chỉ rờ nghe rồi cái rồi cho toa. Thế thì bà nói rằng, chà, y học bây giờ tiến bộ hết chứ. Cái cách đây là, bà nói là năm nay có 55 tuổi, cách đây mà cỡ 40 năm á. Thế tôi lại là luôn luôn lúc nào cũng phải cởi quần cởi áo hết, rồi mới coi mạch mới được. Mà bây giờ đây, tới năm nay là tôi 55 tuổi rồi giờ, tiến bộ tôi mới nói như là không hề tội. Giờ qua cái hỏi thế là kêu toa à. Thế thì là hồi xưa người ta là thầy thuốc ta phải cởi hết đồ á, ta mới coi mạch được á. Còn đây mà ít ra là cũng phải tới nơi để cho ta nghe, ta giọng dân dân cho coi mạch bằng cái thơ thì sao ta coi được. Cho nên cái việc Phật tử nãy hỏi cái thơ đấy thì tôi không có từ chối quyết liệt, nhưng mà đều cái yêu cầu đó thì thiệt ra không kết quả lớn được đâu. Coi mạch thì phải có người. Thành ra là muốn thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm là phải thiền định thôi, phải sơ mà tha, phải bớt việc, phải chỉ tức. Chỉ tức là chỉ tức, ngăn bớt việc. Bây giờ mới quán chiếu mà nội tâm thì các vị mà khi mà ngăn dứt hết cái vọng tưởng bình thường rồi đó thì y như là các vị trận sống mà của biển đó, mà đem nước vô trong hồ và bị cây cối rồi nó che thì cái hồ nước đó các vị sẽ thấy được cái nước thiệt,
thấy được cái nước thiệt là khi nào rồi cái gió bão bùng nó làm cho khuấy động đó không còn nữa, thì bây giờ các vị mới thấy được cái nước thiệt của biển là phẳng lặng như gương. Chứ còn nếu mà để gió ào 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 thổi vù cả ngày vậy đó là các vị ở ngoài đó bao nhiêu năm đi nữa không thấy được cái thực thể của nước biển đâu. Cho nên Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta có sẵn hết rồi đó, nhưng mà có người thấy, nếu ai có tu thiền định, còn có người suốt đời không hề thấy, không hề biết được cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Mà cái đó là cái gì? Tôi bày ra rồi các vị có thể, nếu các vị muốn, các vị có thể tự nghiệm được, chứ không phải lý thuyết suông đâu. Khi nào mà các vị ngăn chặn đứng bớt việc, ngăn đứng chặn đứng được những cái tham vọng như là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, cái niệm về tài, về sắc, về danh, về thân, về thùy, các vị chặn đứng nó được rồi. Ý niệm về thương ghét phải quấy, chặn đứng nó đi. Thì lúc bây giờ các vị sẽ có một cái thời gian trống mà không hề có một cái ý niệm nào. Thì chính cái ý niệm mà hoàn toàn an lành, thanh tịnh, trong sáng đó là cái Phật tâm của các vị, Phật tánh của các vị, Như Lai viên giác, diệu tâm của các vị đó. Cái tâm nhẹ nhàng vô cùng sung sướng, vô cùng thanh thoát, vô cùng không có gợi lên một ý niệm thương ghét vui mừng nào. Mà cái đó chỉ có là phải ở trong một môi trường, một hoàn cảnh là tương đối ổn định mà do mình sắp xếp, mà trong đạo Phật gọi đó là cái điều kiện để ngăn dứt các cái vọng tâm vọng niệm, rồi phải hướng về nội tâm mà tu thiền thì mới thấy được. Chúng ta có thể có những cái niệm mà không hề vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải quấy tốt xấu đó chứ, nhưng mà nếu mà bình thường tất cả mọi người mà không để tu thiền là các vị sẽ không bao giờ thấy được cái khoảng thời gian đó. Đó, thành cái từ mà Như Lai đó, Phật mà chỉ cho Như Lai đó là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái đó đó mới thấy được Như Lai đó. Chừng nào thấy được cái đó mới thấy được Như Lai đó nha. Ở đây ta nói chiêm ngưỡng Như Lai bằng cách nào, là phải chiêm ngưỡng cái đó các vị mới thấy được Phật Như Lai của các vị. Còn thấy được Phật Như Lai bên ngoài phải không? À, khi nào mà các vị nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi sự vật mà các vị không hề có khởi tâm một niệm nào về vấn đề lấy bỏ thương ghét hơn thua. Thế thì các vị nhìn lại Như Lai viên giác ở bên ngoài, ở trong cái vũ trụ bao la, bởi vì không có không gian nào, không có thời gian nào mà không có cái tánh thanh tịnh đó, cái thanh tịnh vốn có của sự vật hiện tượng đó. Nhưng mà thường thường mình không có biết là mình nhờ nhìn đâu là mình bị nhiễm tới đó, nhìn đâu mình bị dính mắc tới đó, nhìn đâu mình bị ái trước, bị chấp mắc. Cho nên cái Như Lai viên giác diệu tâm đó mình không thấy được. Cho nên ở trong vũ trụ bao la vẫn hiện hữu tồn tại vĩnh cửu nha. Ở trong tâm ta nó cũng hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà không, ta không thấy. Cho nên chữ Như Lai này là cao nhất cái trong các cái danh xưng, là Như Lai, là ứng cúng, chánh biến kỳ, minh hạnh túc, vân vân. Trong đó cả cái Phật và Thế Tôn cũng không bằng cái từ Như Lai này. Như là bất biến, mà Lai là tùy duyên. Như là bản thể, mà Lai là hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Mà hiện tượng duyên sanh của vạn pháp thì không có cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà ta có thể làm cho nó trở thành đau khổ. Tôi nói ví dụ như Phật tử mới nói tôi là có người con nè, nó hút xì ke và nó đau khổ vô cùng vô tận. Và tôi cũng được biết là không phải một vị trong này đâu, mà có 2, 3, 4 vị. Và có những vị có người mới chết vừa rồi đây, cũng vì xì ke ma túy. Thế thì sự vật hiện tượng cỏ cây, đâu có thứ cỏ cây nào là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà mình không có trí tuệ, mình không sử dụng trí tuệ, mình dùng sai là nó trở thành ra là chất độc,
chất giết người. Chớ cây áp hiện, cây cần sa là những cái thứ thuốc cần thiết cho cuộc sống của con người, chứ không phải là làm cho con người đau khổ và không phải làm cho chết người. Vậy mà có thể làm cho con người đau khổ và nó có thể làm cho chết người là tại vì mình dùng sai đây. Nếu mà mình dùng sai thì cơm ăn cũng chết người được mà. Ví dụ như bệnh nhiều quá, bệnh yếu quá, cả tháng trời không ăn cơm được, uống cháo và sữa không à. Mà bây giờ mới ăn được là ăn vô là 2 chén cơm và 1 tô canh. Ăn rồi chết ngay, không sống được. Chứ đừng có nói cơm là cái chất mà của dân da vàng là lấy nó là làm thức ăn nuôi sống cả đời đấy chứ. Nhưng mà ăn cơm mà dùng sai vẫn chết. Thế thì cái vấn đề là trong cuộc sống là phải có trí tuệ. Vì vậy cho nên Đạo Phật là rất là quý trọng về cái trí tuệ. Sử dụng cái trí tuệ, nhìn chân lý, nhận thức chân lý đúng, sống đúng, sống hợp chân lý thì bình an, có giải thoát, có giác ngộ, đời sống an lành. Còn sống sai chân lý thì cũng sự vật hiện tượng này mà nó làm cho trở thành nguyên nhân đau khổ. Cho nên là học Phật là học cái đó. Phật dạy cái cách để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý, để cho con người sung sướng. Còn nghiên cứu cho kỹ cùng tận rồi đó thì kinh điển là dạy cho con người sung sướng chứ không có muốn cái gì khác. Cuộc đời thì sống ai cũng giống nhau. Có những người ta nghèo khó, ta cực, mà người ta cũng sống 40-50 kg cân nặng, sống được 70-80 tuổi vậy mà người ta không có đau khổ, không có tội lỗi gì hết. Còn có người thì cũng nuôi cái thân 60-70 kg đó mà trong một đời là đau khổ, gây đau khổ cho mình và đau khổ cho cả bao nhiêu ngàn người khác, và sống một đời sống bức rất đau thương suốt cuộc đời. Thế thì là ai lỗi ai lời là do có trí tuệ hay không trí tuệ. Từ cái trí tuệ nhận thức được chân lý rồi, người ta sống lương thiện thì người ta cũng sống với 50 kg cân nặng của người ta mà ta không có đau khổ. Bây giờ này ở bên Pháp này có một ông mà 80-mấy tuổi giờ ta còn đem ra ta coi là tội diệt chủng thời kỳ mà đồng lõa với Hitler, ta đem ra ta có thể là ở tù mấy trăm năm không chừng, chịu án mấy trăm năm. Ở ngoại quốc có cái ngộ lắm, dù năm nay anh 86 tuổi nhưng mà cái tội của anh là có thể kêu án 200 năm. Thế thì anh chết ở trong tù rồi nhưng mà anh còn thiếu 100-mấy chục năm nữa. Đời này anh trả chưa được là đời sau. À ngoài kia, ở nước ngoài ta không nói nhân quả như Đạo Phật, ta không nói cặn kẽ, ta không hiểu kỹ, nhưng mà ta kêu án kiểu vậy, kêu án chung thân là đã hết đời rồi gì. Dù là biết là anh còn sống giỏi 10 năm nữa mà ta kêu án 200 năm mới xứng đáng với cái tội của anh. Cho nên là cái đề hôm nay đó nha, cái đề hôm nay nó nhiều mặt lắm, nghiên cứu nó sâu sắc nhiều mặt, phải chiêm ngưỡng cách nào mới đích thực là thấy Như Lai. Chứ nhìn Như Lai mà qua sắc thân 32 tướng như hổm học rồi ấy mà chưa phải thấy Phật. Vì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng, mà Chuyển Luân Thánh Vương không có giải thoát, không có giác ngộ thì Chuyển Luân Thánh Vương đâu phải là Như Lai. Còn như cái thân ngũ uẩn thất đại này mà Như Lai thì ai lại chẳng có cái thân ngũ uẩn thất đại. Vậy chẳng lẽ mọi người là Như Lai à? Thế thì Như Lai là cũng ngũ uẩn thất đại mà cũng có thể có 32 tướng, nhưng mà nó khác hơn người khác ở cái chỗ là trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Cho nên cái đề này rất là kỳ. Chiêm ngưỡng thế nào mới là đích thực thấy được Như Lai? Phải chiêm ngưỡng bằng trí tuệ mới thấy được Như Lai, mới thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm sẵn có của mình, mà thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm nó hiện hữu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Phải thấy được cái tính chất thanh tịnh của vạn pháp, tính chất thanh tịnh của vạn pháp như tôi vừa nói, để ý cái chỗ đó. Cây cần sa, cây ma tí không phải là nhiễm ô, mà nhiễm ô là do cái người sử dụng sai. Cơm gạo cũng không phải là cái thứ nguyên nhân để chết người, vậy mà dùng sai vẫn có thể chết người cơ.
Cho nên cái trí tuệ rất là cần. Phải dùng trí tuệ nhận thức chân lý thì mới thấy được đích thực Như Lai. Còn như là Phật tượng, Phật cốt, Phật giả, Phật theo thì nhìn cái đó mà tưởng tượng Như Lai để mà lại thì cái đó quá thấp rồi. Cái phương tiện quá thấp mà mình vướng vào cái phương tiện quá thấp đó mà mình mắc ở nơi đó thì càng xa Như Lai vô tận. Đức Phật dạy Tu Bồ Đề ông hiểu thế nào? Có thể trông vào thân ba me tướng cho là đích thực thấy Như Lai chăng? Ông Tu Bồ Đề đáp rằng: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, trông vào ba me tướng là được thấy Như Lai. Đáp như vậy là bị quở rồi đó. Đáp như vậy là mình nghe mình phải biết là bị quở rồi. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu trông vào cái thân 32 tướng mà cho là Như Lai thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? Vì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thân 32 tướng. Đây bị quở rồi. Cho nên Như Lai nó không ở nơi cái tướng đẹp. Đẹp mà đẹp 32 tướng cơ, cũng còn chưa phải Như Lai mà. Như Chuyển Luân Thánh Vương. Vậy mà trong hàng Phật tử bà con ta tuyệt đại đa số là nó có cái nhận định giống 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 nhau. Thấy cái người tướng tốt thì cho là Phật. Mà thứ nhất là thấy cái bụng bự, là cứ thấy bụng bự là cho rằng tướng tốt như Phật Di Lặc. Trong khi nó chưa có ai thấy ông Di Lặc thiệt là người thế nào. Một cái quan niệm hết sức là đơn giản mà sai lầm như thế mà khó điều chỉnh lắm. Bởi vì Phật Di Lặc nói đúng ra cái tượng mà cái bụng bự nó to đó là cái tượng nó phát xuất cái từ Trung Quốc đó, chứ có phải là hồi nào giờ có cái tượng là hồi nào đâu, phát xuất từ Trung Quốc đó mà. Mà xin nói thẳng rằng là kinh điển của mình là mình nhờ Trung Quốc dữ lắm. Ba tạng kinh của Trung Quốc mà cỡ như cái bài kinh của họ, cỡ như trước nữa là bằng chữ Hán Nôm không à. Thế thì mình cũng nhờ Trung Quốc dữ lắm. Tuy nhiên là trong cái sáng tác cái nghệ thuật của Trung Quốc đó là họ cũng truyền vào trong đó những cái mê tín, những cái dị đoan cũng rất là dữ. Vì vậy mà mình không có đủ sức mà lựa để mà sàng mà lựa nó ra đó, thì mình lấy cả gạo và cả sạn cả thóc ở trong đó. Cho nên cái việc này là về cái phần mà là tăng ni đó mà, về tu sĩ Phật giáo ngày nay đó mà, phải có trách nhiệm lớn trong việc này. Ta mua gạo mà ta biết mua gạo, ta con mắt ta tin tưởng dễ dàng là ta dơm qua gạo là ta biết cái gạo ngon gạo dở, và liếc qua cái là cái nào mà thóc, cái nào là sạn, cái nào gạo mà kém bản chất là biết ngay. Đó là cái người tinh vi giỏi về nghề về gạo. Còn bằng những người thường không khéo thì mua gạo gạo xấu, gạo ẩm, gạo vàng, gạo mốc trong đó, thậm chí là có sạn có thóc mà cũng cứ mua. Thì có những người mà cái đời sống tầm thường quá, bình tầm thường quá thì người ta có thể ăn cái đó mà ta vẫn ăn được cơ mà. Ăn gạo bình thường vậy đó, tầm thường vậy mà ta vẫn ăn được thì ta cũng gọi là ta mua gạo đấy chứ. Nhưng mà tại mua gạo xấu, gạo quá dở, gạo kém phẩm chất, mà tại vì người ta không có kén ăn, thành ra người ta vẫn ăn được, ta vẫn mua. Còn người sành ăn gạo thì ta không mua gạo vậy. Thì nãy để giống như là năm mấy năm 76 đó, rồi mua gạo mà có nhiều bà con nói gạo nặng hỡi đó. Mua 9 kg mua gạo nặng hỡi thì tôi cũng ăn gạo nặng hỡi vậy. Hỡi tức là heo à. Giống như gạo heo vậy. Nhưng mà tại hoàn cảnh thời đó là không có cái nào khác hơn được.
thì cái đó là mình phải mua, mà dầu cho con mắt có tinh vi đi nữa cũng phải mua thôi. Còn như bây giờ thì đâu còn vậy nữa, ai đi mua cái đó là coi như là bị rầy, bị quá nặng. Thế thì tăng ni của chúng ta có cái trách nhiệm đó. Tôi thì cái điều đó tôi rất là lo, vì chúng ta phải lựa chứ, phải biết chọn cái gạo ngon chứ, gạo phẩm chất cao mạng. Tu hành chúng ta phải chọn cái giáo lý trong sáng, tu hành có kết quả của đạo Phật. Chứ người ta lượm lặt hết trơn cả những cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc cái quan đường mà ta vẫn tiếp thu cái đó, là nó thiệt thòi lỗ lã cho bản thân mình và cho cả một dân tộc. Cho nên là đừng nên hồi hộp nữa. Tôi coi ai thì mới nói tôi ngủ nằm chim bao mà thấy Phật thấy trời. À, ở trong quyển sách nào viết nó nằm chim bao thấy trời thấy Phật, Phật dạy như thế này dạy thế kia, nhưng mà cũng không chịu cái lý tưởng lập trường của mình tu hành rồi, thì kể cả Phật mà kêu rầy cũng vẫn giữ cái lập trường của mình tu hành. Cái câu đó đừng có nói. Cái người tu hành mà biết tu hành thật sự, học Phật thật sự, không bao giờ ta tin chim bao, dù là chim bao thiện hay là chim bao ác gì cũng đều không có tin. Chim bao ác thì cũng không có gì sợ, không có gì đáng sợ hết. Đừng có bao giờ sợ cái chim trong chim bao. Chim bao thiện thì cũng đừng có gì mừng rỡ hết, vì nó là vọng mà. Diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu kính nhất bạn. Một hành giả mà xa lìa được mộng, được mộng tưởng điên đảo thì mới có được niết bàn. Mộng nó đã làm mộng mà tin nó là thì mình được cái gì? Tuy nhiên có cái đề là nếu mà mình nằm một cái đêm chiêm bao mà ta gọi là ác mộng thì mình nên xét lại coi cái hoàn cảnh hồi chiều hôm qua mình ăn cái gì. Mình ăn cái đồ chiên xào nó quá nóng, tối nó ngủ nó sản, nó khô nước, nó khô môi mà dậy uống nước không có được, là nó sản đó, là cái đầu mình là có thể thấy ác mộng đó nha. Có thể thấy lửa cháy đó, có thể thấy khô khát, đói kém, ghê gớm gì khác nữa. Thế thì là các bạn phải coi lại cái vấn đề ăn uống, vấn đề dinh dưỡng trong cơ thể của mình, chứ không có sợ gì hết. Lúc nào mà trong người không khỏe mà nó có những cái mà bực bội thì kiểm tra cái giấc mộng là biết là có ảnh hưởng trong cái ngày đó. Mình có việc gì lo lắng mà, thì mình điều chỉnh lại cái mức sống, thì có thể là cái mộng ác đó nó không còn nữa. Nó ảnh hưởng tới thân đó, thân với tâm nó không có rời nhau được. Thân mà mỏi mệt, bệnh hoạn, ốm đau, bất bình thường trong địa thủy quả phong là có thể nó sinh ra một cái thứ mộng không đẹp, gọi là ác mộng, chứ cũng có gì sợ sệt. Thành ra những cái gì mà nó không có cái chân lý là chúng ta những người tu sĩ Phật giáo lãnh đạo tinh thần cho hàng Phật tử là phải thấy được, biết được mà loại bỏ nó ra. Chẳng hạn như tôi mới vừa đây là gặp một đạo hữu này cũng lớn tuổi, cùng tuổi tôi, nói về chứng đạo ca. Là đạo hữu nói chứng đạo ca đó người ta nói của thần hội chứ không phải của quyền giác. Tôi hỏi vì sao, mà dựa vào đâu mà nói như vậy? Ai nói thì nói rằng đọc sách mà không biết là ai, nhưng mà nói rằng là quyền giác thì chỉ gặp lục tổ Huệ Năng thời gian rất là ngắn, thì làm sao mà tiếp thu được cái giáo lý của Tào Khê, cái tôn chỉ của Tào Khê. Còn thần hội mới là làm đệ tử lục tổ Huệ Năng lâu, nói vậy không được. Có người ở bên thầy 30 năm mà không hề tiếp thu được những cái gì sâu sắc của thầy. Còn có người nghĩa là
một vài ngày thôi mà ta nắm được cái tông chỉ, cái bí quyết của thầy. Điều đó trong Phật giáo là chẳng hạn như Lục Tổ Quê Nắng đâu có ở gần Ngũ Tổ Quần Nhẫn lâu đâu, mà ta nắm được cái bí quyết rồi là ta có thể là ngộ đạo. Mà kinh điển nào ta nói không bao giờ lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, không hề lệch được cái mục tiêu Bồ Đề Niết Bàn. Còn có những người ở cái hành tâm người đó học rất lâu đó mà làm không được bài kệ nào hết. Do vậy cho nên là cái lý thuyết mà nói là ở lâu mới là nắm được cái tôn chỉ của Tào Khê, của Lục Tổ Quê Năng thì không có gì chứng minh đó là chân lý hết. Còn như người ta nói rằng là của người này người kia, nói đúng ra mình không cần nói cái đó. Ta nói là của thằng Hội hay là của Quyền Giác, mà mình học kinh điển mà nói tư khối ở đó là không cần nói. Anh đọc bên kia anh nói của thằng Hội, tôi đọc cái này tôi nói có Quyền Giác. Mà bây giờ đây là những cái tài liệu đó, những cái thi ca đó, những cái tác phẩm đó, nó có giá trị thực tế trên cuộc đời về nhận thức, về chân lý, về mặt thực hành tu tập có kết quả hay không. Thế thì là nếu mà nó có kết quả nó tốt thì là của ai cũng được. Chứ bây giờ mà nếu mà đem ra nói của người này người kia mà chứng minh qua chứng minh lại cái chuyện của một ngàn mấy trăm năm thì có cái nước đánh lộn chứ chẳng có được cái gì hết. À cho nên cái tinh thần học đạo là mình phải mở rộng lòng vậy đó. Những cái điều nào nó có lợi ích cho trên đường giải thoát giác ngộ là mình lấy. Ai nói cũng được, ngoại đạo nói cũng được đó mà. Ngoại đạo mà nói trúng chân lý nó thành nội đạo, nội đạo mà nói sai chân lý nó thành ngoại đạo. Chứ có cái gì gọi là nội là ngoại đâu. Học, học để ý cái đó, để mình khỏi có thắc mắc, mở được rất nhiều cái thắc mắc. Cho nên là chẳng hạn như là đọc cái câu này là vừa đọc là tôi biết câu đó là bị quở rồi. Nhìn vào 32 tướng tốt mà cho là Như Lai là bị quở ngay là đúng. Mà Thế Tôn con hiểu ý Phật không thể trông vào 32 tướng mà cho là đích thực thấy Như Lai. Đấy thì phải điều chỉnh thôi. Phải điều chỉnh rằng là trông vào 32 tướng không thể gọi là đích thực thấy Như Lai được. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Câu này nên học kỹ. Kinh Kim Cang Bát Nhã nó có hai bài kệ, bài nào cũng đều giá trị, giá trị chân lý rất là sâu sắc. Nếu dựa vào sắc thân cho là Phật, dựa vào âm thanh thuyết pháp cho là Phật, người ấy tu cái đạo tà họ không thể biết được Như Lai. Mà cụ thể là như Phật nói chuyển luân thanh vương có y như, có 32 tướng y như Phật có, Phật có 32 tướng y như chuyển luân thanh vương có. Vậy thì dựa vào sắc thân mà có tướng tốt mà gọi là Phật là không nên rồi. Quý mà quý, kính mà quý, dựa vào sắc thân, thân tướng đó là không nên rồi, không trúng rồi. Còn âm thanh thuyết pháp cũng phải coi chừng. Tà giáo ngoại đạo có những người nó thuyết pháp thao thao bất tuyệt, nhưng mà vấn đề cái pháp đó là nó phục vụ cho cái gì, cho cái lý tưởng nào. Chứ con người ta nói 3 tiếng đồng hồ không cạn kiệt ý tứ, diễn văn nói 8 tiếng đồng hồ mà cũng không cạn kiệt lời lẽ. Thế thì nói giỏi, nói thao thao như vậy là Như Lai ư? Không phải. Vấn đề là nói cái gì. Cho nên là vài bữa rồi đây có điện thoại ở bên
ở bên Mỹ gọi về thăm tôi, nói một câu. Câu chuyện thì nói nó nhiều lần và nó nhiều ý, nhưng mà đã để có một câu. Nó là nghe cái băng của tôi nói đó, nó tiếp cận với cái đời sống thực tế. Mà cả người Âu Châu thì cái tâm hồn họ, họ cũng chịu cái thực tế như vậy. Cho nên là gửi lời về cảm ơn là nghe được bao nhiêu cuộn băng của tôi. Còn như bản thân của ông, hiện là kỹ sư của cái hãng hàng không Boeing đó, ông nói rằng là bên đây thì về khoa học và kỹ thuật thì cao lắm, trong đó kể cả đời sống cũng đa số là được cao đấy, nhưng mà không giải quyết được vấn đề khổ đau của cái con người. Cái câu đơn sơ vậy đó mà hay lắm. Vấn đề là giải quyết vấn đề khổ đau. Chứ còn khoa học thì anh có phải lên tận tới sao Kim, sao Thổ, sao Mộc rồi. Anh đã thả bình thường, anh đo đạc xung quanh cái vòng của mặt trời rồi. Quả đất này anh bay có thể là một người có thể bay được mấy trăm vòng quanh quả đất rồi. Những khoa học gia như thế, phi hành gia như thế, kỹ thuật như thế, thì còn ai mà còn không khen. Nhưng mà vấn đề giải quyết thì tại không có, không giải quyết được gì hết. Đau khổ vẫn quần là khổ đau, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội cũng vậy, không giải quyết được gì hết. Cho nên cái nói giỏi, người ta gọi là thuyết pháp đó mà, nghe coi cái pháp đó, cái trọng tâm của nó để phục vụ cho cái gì, giải quyết vấn đề gì. Cho nên là nói thiên ngôn vạn ngữ ha, mà qua cái lỗ tai của người học đạo, anh nói gì anh nói đều ta không cần nghe, anh không giải quyết được gì đâu. Nghe là biết liền, dòm thấy là biết liền, nói vài câu là biết rồi. Mà đối với đạo Phật mà không giải quyết được vấn đề đạo Phật là đạo cứu khổ mà, chứ không phải cứu nghèo. Cứu ngặt cứu nghèo là phương tiện thấp nhất, mà cái chánh là cứu khổ. Mà cái khổ thì là từ dân thứ dân cho tới quan tới vua đều là bị khổ hết, mà giải quyết được cái khổ mới là pháp Phật. Cho nên là hãy học tới đạo Phật thì phải học cái phương pháp để giải quyết khổ, chứ không phải giải quyết nghèo và ngặt nghèo. Có những người người ta nghèo mà người ta vẫn không khổ, nghèo người ta có an lạc thật sự, thì cái nghèo đó vẫn là ở trong đạo Phật đấy, người đệ tử Phật đấy, biết sống theo giáo lý của đạo Phật. Dù là cái người đó không có quy y, mà người đó cũng là người của đạo Phật. Còn cái người mà giàu có quy y rồi và thành tâm ghê gớm, cúng dường tam bảo ghê gớm, nhưng mà cái mục tiêu của anh mà anh đi cúng dường mà không phải phục vụ cho cái vấn đề giải thoát giác ngộ, là người đó còn cách Phật rất là xa. Dù đứng trước Phật cũng chưa hề gặp Phật, vì anh không biết sống, không biết, không nhận thức được chân lý, không biết sống. Thế thì ông Phật không cần cái đồ để mà cúng dường cho mình đâu. Phật chỉ cần từng bữa ăn một, thì ai cúng cũng được, giàu nghèo cúng cũng được, ngon dở cũng được. Cho nên cái quý của Đức Phật là tặng lại cho những người cúng dường mình,
bằng cái đạo giải thoát giác ngộ. Nếu mà tăng lại cái đó mà người kia không biết dùng, không biết xài, là coi như là mình không có thích nhận cái của người kia đâu. Cho nên là cái chuyện cúng Phật là mình phải để ý, cũng như thuyết pháp nghe là biết à. Thành thuyết pháp giỏi không thể gọi đó là Như Lai, đó là tu hành cái đạo tà. Tà có nghĩa là không trúng, nói cho mạnh dạng là gọi là tu cái đạo không trúng, tức là làm bậy cái gì. Người đó không hề thấy được Phật, thấy bằng thân 32 tướng không phải thấy Phật, thấy bằng thuyết pháp giỏi không phải thấy Phật. Bây giờ có những người thuyết pháp cũng nổi danh, cũng có thể gọi là nổi danh trên thế giới, có tiếng tâm đó chứ, nhưng mà thiết rồi là nghe một chút xíu là nó có cái phục vụ cho cái lý tưởng không chân chánh, biết ngay nó có cái ý đồ riêng để đem lại cái tổ chức của mình. Thành ra cái thuyết pháp gì là không nên nghe. Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử Phật. Ông được Phật khen là giải không đệ nhất. Giải không, giải không tức là tỏ ngộ hiểu về cái lý duyên sanh của dạng pháp, rằng là dạng pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, chứ nó không có tự ngã. Thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp, hiểu được nó, gọi đó là giải không. Mà đạo Phật á, tôi nhắc với đại chúng, tôi đọc cái bài Đáng Đắc Bổn Mạc Sầu Mạc Như Tịnh Lưu Ly Hàm Bảo Nguyệt, Kỹ Năng Giải Thử Như Ý Châu, Tự Lợi Lợi Tha Chung Bất Kiệt, dịch là cần ôm gốc quan tâm chi cần ngọn. Tôi tâm đắc cái câu đó, tôi nhắc với đại chúng, gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê như lưu ly thu hết ánh trăng vàng sáng vằng vặc, hay sáng mơ màng cái hộp châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cái chữ Đáng Đắc Bổn Mạc Sầu Mạc đọc nó thấm thía, cần ôm cái gốc thôi, còn đừng có lo cái ngọn. Cái ngọn nó hay, cái gốc mà vững là cái ngọn nó tốt là xung xê, mà ôm gốc là ôm cái gì? Là mỗi lần hồi mà học kinh Lăng Nghiêm đó thì tôi thường nhắc nhở hoài à, nhưng mà không biết là trong đại chúng ai có để ý không. Chứ kinh Lăng Nghiêm mà tóc yếu mà cái đoạn coi như là tóc yếu cái bộ kinh Lăng Nghiêm ở trong cái bài đó, chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Chân tánh hữu vi không, nói về mặt, đứng về mặt chân tánh mà nói, thì các pháp hữu vi này là không. Không đây không phải là không là đóng không có gì hết, mà nghĩa là nó đang có dày nè. Mà cái người học đạo là phải thấy cho được cái tính chất dai không của nó, nghĩa là nó là duyên sanh chứ nó không có thật. Bản thân mình dày nè mà phải thấy là cái tính chất dai không của nó. Cho nên cái này là học đạo là nó khó, là khó chỗ đó đó, nó khó cái chỗ thực hành. Cái thân ngũ quẩn dày nè mà phải thấy cho được tính chất dai không của nó thì mình mới là mình tu hành, mình mới có tiến bộ, mới nhẹ nhàng được thôi. Rồi đồ đạt sự vật vậy mà phải thấy được cái tính chất dai không của nó, nghĩa là nó không có bền chắc, nó không có cái tự ngã và nó không có cái gì cố định hết, không có gì trường cửu được hết. Cho nên cố giữ thì nữa giữ cũng không được, mà cố bám giữ giữ cũng không được, cái mạng của mình cố bám giữ nó giữ cũng không được. Sự vật đồ đạc xung quanh của mình cố giữ giữ không được, càng cố giữ chừng nào càng đau khổ chừng này.
Cho nên giờ là muốn cho nó vơi bớt cái đau khổ là các vị cứ tập xả. Cứ xả, tập xả, tập xả, bỏ, xả bỏ, xả bỏ, xả bỏ. Xả bỏ là được nhiều thì nó an lạc nhiều. Mà xả bỏ được trọn vẹn thì các vị thành được Bồ Tát, thành được Phật dễ dàng trên cõi đời này đó. Xả bỏ thôi. Tu pháp môn xả bỏ. Chúng ta ai cũng có thể thí nghiệm bằng bản thân mình được mà. Các vị đau khổ hằng ngày mà các vị nếu có bị đau khổ là vì cái gì? Tự đánh cho hỏi biết à. Vì cái hộp sàn đeo hôm qua rửa chén đụng mẻ miếng cái gì? Tại hộp sàn mà 81, 82 đây, nhưng mà tại vì thương mại phải phải nói 81 thôi. Ở 81 rồi đụng mẻ miếng, trời ơi, chẳng thà là mẻ tới tim. À, cái là đâm cái tim vậy đi bác sĩ mà còn bằng lòng hơn là mẻ hột sàn 81. Đau quá đi. Rồi cái đồng hồ Longines mới mua về, trời ơi, rất cái cổn. Giải kim. Mà giờ tháo ra sửa thì nó mất zin. À, vì chữ zin mà nó đau khổ trần trọc. Thế thì là cái nguyên nhân đau khổ mình thấy nó rất là rõ ràng là tại vì mình không có tu cái gọi là xả định, tức là cái thiền định mà xả đấy. Tôi nói đại chúng thí nghiệm coi, tôi cũng đang thí nghiệm vậy thôi. Cái đâu có phải là thần thánh thì trời Phật gì đâu chưa. Mặc dù là đầy đủ trời Phật trong này hết, nhưng mà vẫn đang trên đường thí nghiệm. Rõ ràng mỗi một lần mà mình có đau khổ là do mình chấp, chẳng có gì đó, do không xả. Đấy, thì nãy có Phật tử gì đây qua đời nói nhờ tôi vỗ đầu gì đánh cho nó bớt đau khổ. Cái đau khổ gì ái, ái là vì thương con quá đi. Con nó say mê, si mê dạy nó không có nghe. Nó nghe rồi giờ nó xì ke, nó ma túy. Cho nên là đau khổ quá. Cho tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, mà không cho nha là lỡ quá nó quánh á, là nó quánh thiệt á. Cho nên là cái nỗi đau khổ đó là quá chừng. Nhưng mà đó là gì đâu, là nó phát xuất từ cái ái mà ra, từ cái ái tâm mà ra. Do vậy cho nên là trên cái bước đường tu hành là Đức Phật mà dạy đó, là dạy những cái người mà tu hành đó là phải tạo cái điều kiện làm sao cho cái môi trường của mình đó là để nó bớt đi những cái nguyên nhân để nó sinh ra là tham lam luyến ái. Thì tóm lại là bất cứ cái gì mà nguyên nhân đau khổ là đều do ái hết. Ví dụ như cái nhà mình đó, mình trang trí đồ đạc xài ngon làm vậy mà cái đứa nào đó nó xài không có trúng chỗ nó làm cho cái máy lạnh hư, là vì cái sự là bất cẩn thì cái chuyện có thể là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nó không có trí tuệ, nó ngu quá dạy hoài không được, nó sinh ra đau khổ. Rồi nó làm cho cái máy bơm nước của mình bơm nước nó cũng hư. Rồi nó làm cho điện tắt, nghĩa là nó không biết nó làm sai để cho điện chạm tắt hoài. Thế thì là mỗi lần như vậy là mình bực bội, mình đau khổ là do cái gì? Thì cứ nguyên ra là do cái ngã sở hữu mà mình luyến ái nó đó. Thế thì cứ nguyên ra thì tất cả những cái luyến ái đó nó là nguyên nhân để sinh ra ưu phiền và khổ não. Thế thì là mỗi lần vậy, mỗi lần mà nó có thể đến đó ha, thì chỉ có cách là phải chánh niệm, tư duy quán chiếu để mà sửa lại. Bằng không thì nó đau khổ dài dài vậy thôi. Tất nhiên là chúng ta còn phải sửa lại đó, chứ mình không thể bỏ được. Giờ còn sống còn sinh hoạt mà điện rồi nó làm chạm đứt dây rồi bỏ luôn, bỏ sao được. Tất nhiên là phải sửa. Sửa thì bây giờ phải chịu khó nhẹ nhàng uống nắng mà xây dựng cái người xài. Rồi bản thân mình cũng phải tìm cách để bảo vệ cho nó an toàn cái cách, để cho nó ít hư. Thế thì là đó là cái cách phương tiện đầu tiên. Và nếu mà nó sẽ đến thì phải tập xả mà thôi, cho nó nhẹ bớt đi.
Ngày nay chúng ta mà khổ nhiều là tại vì cái phương tiện, cái tiện nghi, cái vật chất nó quá nhiều, nó nhiều hơn ông bà ta hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa ông bà ta ở vườn quê là đồ là cứ dò dò giặt rồi xong rồi đem lên là phơi là bẩn. Nhưng mà bây giờ thì là giặt rồi rồi phải đem đi, đã có máy sấy khô, còn không có sấy khô thì phơi rồi cũng đem ra ủi. Mà ủi thì là cái đồ mà có cái chất ni lông đó, mà bàn ủi mà để nóng quá là ảnh vô cái là cháy xèo. Thế là có một đề tài để chửi bới rồi, có đề tài để mắng nhiếc rồi. Rồi ủi rồi á, cái rồi ngồi nói chuyện cái để cái bàn ủi trên cái mền á, cái mền lót ủi á, rồi cháy luôn cả cái. Còn mua cái bàn dài vậy mà để ủi, đời nay bán cả 100.000 cái đang vậy là ủi rồi, về nói chuyện để cháy cái đó rồi, cháy cái nệm rồi thì là sao? Thế thì cái đề tài để chửi nữa rồi. Ông bà ta hồi xưa đâu có cái đề tài đó, giờ giặt thôi cái là bận thôi. Cho nên mình bây giờ là nhiều đề tài chửi bới hơn. Cho nên về não nó dây quanh chúng ta nhiều hơn ông bà ta hồi xưa. Mà cái đó là chỉ có cái quán niệm về phương pháp xả thôi. Đó là bốn cái gọi là tứ vô lượng tâm của đạo Phật, là từ, bi, hỷ, xả. Đại từ, đại từ tức là vô duyên từ á, lòng từ không điều kiện. Đại bi là cái lòng thương cũng không điều kiện. Đại hỷ là mỗi trường hợp đều là phải chánh niệm, định tâm để mà xóa bỏ. Mà muốn có đại hỷ là phải tập đại xả kèm theo. Những cái khó xả mình tập xả, phải niệm hữu như lâm địch nhật, tâm tâm thường tợ quá chiều thời. Mỗi niệm mỗi tâm mình coi như là hàng ngày mình là cái người lính mà gác của thành vậy. Và mỗi lúc mình coi mình như là người đi qua cầu tre lắc lẻo vậy, để mà quán chiếu về vấn đề phiền não vô minh thì mình mới được an lành. Còn mình lơi cảnh giác là tưởng con mà là giặc, lơi cảnh giác là mình tưởng đâu mình la cái đó là đúng, vậy là mình phải rồi chứ gì. Dù mình la đúng, mình rầy đúng đi nữa, mình cũng lỗ lã trước cái sự đau thương, cái sự uất tức của mình. Chứ đừng nói mình la đúng là mình ngon lành. Thành ra rầy đúng, la đúng đi nữa, mình cũng vẫn lỗ. Thành ra cái người mà để ý tu hành đó, muốn cho mình yên là phải tập cái đức đại xả. Thành ra được giải không để nhất thế, mà ở đây ông hiểu sai lệch về cái lý không. Sự chật tỉnh chật mê của ông Tu Bồ Đề nói lên cái tánh bất ổn chung của hàng thanh văn duyên giác. Đạo diễn ra sự kiện đó với dụng ý cảnh giác hạng nhị thừa, rằng các ông hãy khéo giữ gìn cái lập trường tư tưởng, chớ nên lơ đỉnh trên con đường tiến đến Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Thì ông Tu Bồ Đề được là gọi là giải không đệ nhất, nhưng mà giải không đệ nhất trong cái số chúng nó thuộc về thanh văn, của hàng thanh văn, hàng A-la-hớn. Do vậy cho nên có khi nó chật tỉnh rồi nó chật mê, có lúc đúng mà cũng có lúc còn lệch lạc mục tiêu, cho nên bị phật quả. Sự giải thoát giác ngộ không dựa vào một sắc chất âm thanh cố định nào, dựa trên sắc chất tức là dựa trên thanh tướng âm thanh mà cho là Phật, người đó chưa hiểu Phật, là người tu cái đạo tà không thể biết đích thực Như Lai. Bởi vì giới sắc thân 32 tướng không phải Như Lai nếu thiếu giác ngộ và giải thoát. Phàm thiếu giác ngộ và giải thoát thì không phải Như Lai, ví như chuyển luân thánh vương vẫn có 32 tướng mà không phải Như Lai. Nắm được cái đoạn kinh này thì ta có thể
thường quán chiếu để mà mình chiêm ngưỡng Như Lai, chiêm ngưỡng Phật. Thì cái chiêm ngưỡng mà thường đó thì tôi xin nhắc lại, Như Lai viên giác diệu tâm của mình nó mới là Như Lai Phật. Và cái Như Lai viên giác diệu tâm đây, nói về bên ngoài đó, Như Lai bên ngoài đó là các vị phải nhìn thấy cho được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Đó là Như Lai viên giác. Đó là pháp thân Phật. Tức là cái tính thanh tịnh của vạn pháp. Từ xưa nay vạn pháp đều thanh tịnh hết đó chứ. Không hề có cái pháp nào là không thanh tịnh. Không hề có pháp nào là... Cho nên là kinh Pháp Hoa mỗi lần chúng ta học nó mà chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốn. Các pháp từ xưa nay cái tính của nó, tự tính của nó là thường bản lặng. Hòn núi đâu phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Con sông cũng vậy, đất liền cũng vậy. Cỏ cây hoa lá, có cỏ cây hoa lá nào là nguyên nhân đau khổ cho ai đâu. Đây, tự tính của nó thường vắng lặng. Cho nên thấy được cái tính vắng lặng đó là Phật tử hành đạo rồi, là người đó sẽ thành Phật à. Còn như tự tính của con người của chúng ta, như tôi nói nãy giờ đó, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta vốn có, và tự tính Như Lai viên giác đó vẫn hằng vắng lặng đó chứ. Nhưng mà mình không thấy nó vắng lặng, mình không phát hiện nó ra, là tại vì giống như nước biển mà bị gió, gió nó làm cho nước biển cuồn cuộn ào ạt, nổi sóng bọt bèo. Thế thì là muốn thấy được cái nước biển thật là phải cho nó vô một cái hồ. Bây giờ mới nhận được cái nước trong hồ phẳng lặng như gương, đó là cái thể của nước biển đây. Còn cái mà lôi vô ào bên ngoài là cái đó là sóng mòi một bóng bọt, chứ không phải nước biển. Tâm của chúng ta là cái thanh tịnh vắng lặng đó. Còn cái mà thương ghét vui mừng buồn giận rầy la cãi cọ buồn phiền, cái đó là mộng tâm, chứ không phải là chân tâm thường trú của ta, không phải là Như Lai viên giác diệu tâm của ta. Phải có thì giờ hướng về cái nội tâm đó. Đó là cái kết quả mà để nó tạo cho mình cái an lạc đó. Thế thì là mình học cái đoạn kinh như thế này đó, là mình có thể tu thiền đấy chứ. Mà cái thiền của tôi nói đây là tư duy, nắm vững cái chân lý nó như vậy rồi, là mình đi làm việc, đứng, nằm, ngồi ở đâu mình cũng có quyền tư duy như vậy, để mình nắm lấy cái chân lý đó mình sống trong cuộc sống. Chứ cái thiền mà tôi nói là không ép các vị ngồi bằng để chân kiểu nào, không cần. Thậm chí có những lúc mỏi mệt, các vị trải ra cái ghế bó mà nằm, mà có thời giờ và tư duy cái chân lý đó để cho hỗ trợ cho cuộc sống có an lạc, có giải thoát, là các vị đã thiền rồi đó. Thiền của Phật giáo là vậy. Hay nói một cách khác là các vị làm thế nào cho thân khẩu ý không có lỗi, đừng có cái lỗi về thân xảy ra, đừng có cái lỗi về miệng, đừng có cái lỗi về ý, là lúc đó các vị đã thiền rồi đó. Còn ngồi hay là nằm không sao hết. Học kinh Đại Thừa là học vậy đó. Bây giờ tới đoạn tiếp, sắc thân ba me tướng với Như Lai bất tức mà bất ly. À, hay là cái chỗ đó. Vừa nói rằng nhìn ba me tướng không thể thấy được Như Lai. Rồi bây giờ sợ người ta hiểu rằng, à vậy là người nào có ba me tướng là coi như phải tránh đi. À, phải tránh đi thì mới thành Phật được, phải vậy không? Không, ông đừng tưởng vậy tu Bồ Đề à. Như Lai đối với sắc thân 32 tướng bất tức mà bất ly. Nói rằng thân 32 tướng này là Như Lai không trúng. Bởi vì chuyển luân thánh vương có 32 tướng mà không là Như Lai. À, do vậy cho nên nói phải có 32 tướng mới là Như Lai không trúng. Đó là bất tức. Báo rằng là phải hủy diệt, phải tránh trốn 32 tướng này mới có thể thành Như Lai. Nói như vậy cũng không trúng. Vấn đề là có giác ngộ giải thoát hay không. Còn cái vấn đề có ba mẹ tướng cũng có thể thành Như Lai, mà không có ba mẹ tướng cũng có thể trở thành Như Lai được.
không cần gì phải quý bỏ cái bà mẹ tôi mới mới thành Như Lai được. Do vậy cho nên là với Như Lai sắc thân bà mẹ tôi, với Như Lai bất tức và bất ly, nói sắc thân đó là Như Lai không trúng, mà nói phải bỏ cái đó đi mới thành mới là Như Lai cũng không trúng. Cô Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai nhờ không do thân tướng cụ túc mà Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, ông đừng tưởng đâu là Như Lai là do nhờ không có ba mẹ tướng mới được thành Phật nha. Bởi vậy ông nói vậy là ông đã không trúng Như Lai rồi đó. Đành rằng có ba mẹ tướng không phải Như Lai, nhưng mà cũng không phải là do không có ba mẹ tướng mới được Như Lai, không phải. Phải hiểu như vậy, cho nên kinh này nó nghĩa là nó ló ra một chữ. Cho nên học cái hệ tư tưởng bát nhã này là các vị mà nghiên cứu cho kỹ rồi là các vị, cái đời sống các vị tu hành tôi nói nó dễ lắm, chỉ cần ôm gốc thôi à, không có cần lo tu ngọn ngành đâu, gốc mà vững rồi cành ngọn nó sẽ xứng thế à. Còn tu ngọn này tôi cực lắm, tu ngọn á là pháp hữu duy nhiều lắm kể sao cùng, giác là hết, khỏi cần để tâm tu chứng, pháp hữu duy nhiều lắm kể sao cùng, tu biết bao nhiêu cho hết. Nếu mà ôm ngọn á thì là tu biết bao nhiêu cho hết. Giờ đi cứu trợ Bảo Lục vậy là tu phải vậy không? Phải, phải đó chứ, nếu mà ôm ngọn là vẫn phải. Rồi à, thì đi giá quần áo giùm cho tăng ni mấy chỗ chùa nghèo hồi trước, hồi xưa tôi học là quần áo rách rã, là có các bà lại công quả ngồi giá vậy đó, trúng chưa? Trúng đó chứ, nhưng mà chỉ giá quần áo thôi, để tu cái hạnh giá quần áo giùm học trò thôi. Rồi đi nấu cơm cho tăng chúng ăn vậy, trúng chưa? Trúng đó chứ, nhưng mà chỉ là người nấu cơm thôi. Rồi bữa củi, rồi bắt điện dùng, rồi quét nước vôi, rồi làm công quả bân vân vô số cái, rồi đi nuôi bệnh dùng, tất cả cái đó đều gọi là tu được hết đó chứ, tu pháp hữu vi đó, nhiều lắm, cái gì cũng đều gọi là tu được hết, nhưng mà đó là tu ngọn đó. Pháp hữu duyên nhiều lắm kể sao cho cùng, bố thí ra lòng chấp thì phước sanh thiên, khi phước hết sanh trở lại trong cuộc đời không như ý. À, nếu mình tu bằng cái ngọn á mà mình tu được về hữu vi á mà, thì cái phước của mình sanh thiên thôi. Tôi nói ví dụ về giờ ở nhà buồn bực quá, giờ thấy trong cái chùa này nó có tâm tăng ni học hành vô phát tâm giá quần áo giùm họ, thậm chí có người giặt giùm luôn, thế thì tốt quá. Mình tu hành vậy mình làm công quả cho mấy thầy mấy cô, sao tu hành ta hoàn pháp lại sanh mình có phước, đó là tu pháp hữu vi đấy. Nhưng mà vài bữa rồi thấy coi cái ông này, trời đất ơi, mà tu giặt quần áo cho nó mà nó đi qua bên cái tiệm bên kia nó coi karaoke là sao, rồi đi uống cà phê mà ta nói ôm không, nó ôm mà không biết, nhưng mà tôi thấy nó vô đó, rồi chữ thề tùm lum ra, thôi từ đây không làm nữa, không tu nữa, mẹ nói đâu phải cha tôi mà làm kiểu đó, nói tùm lum rồi lên. Thế thì cái phước sinh thiên là cái gì? Là cái lúc mà các vị phát tâm tu á, đi vô làm đó các vị thấy nó mát mẻ vô cùng, mình phục vụ cái lý tưởng rất đẹp, giúp đỡ cho tăng ni tu hành như vậy, người ta sau này ta là rường cổ của Phật pháp mà, đẹp quá đấy chứ. Tâm hồn của các vị nó mát mẻ lắm, so với ở nhà với con với cháu mà nay rầy mai chửi mốt dạy dỗ nó không nghe, đau khổ buồn bực lắm. Thế thì vô chùa đi giá quần áo cho tăng ni vậy là quá ngon lành, an lành hết sức, nghĩa là trong đó có thập thiện nghiệp ở trong đó, thân tam khẩu tứ ý tam đều được gói gọn trong cái lúc mình tu hành. Nhưng mà tới chừng mà thấy đi nghe hát karaoke bên kia là nổi sùng lên rồi. Thế thì khi phước hết trở lại cuộc đời không như
Không như ý là cứ miệng chửi lắp giáp hoài, đi tới đâu cũng báo cáo là tao mang giấy mà tao tu hành kiểu đó thì tao đâu có được, tao đâu có chịu, cha tao đâu còn chưa làm được vậy mà. Cứ nói là hoài vậy, đi chỗ này nói xấu, đi chỗ kia nói xấu, té ra là mình thêm cái tội lỗi bêu xấu tăng ni đấy, đau khổ bực tức quá. Cho nên pháp hữu nhi nhiều lắm, kể sau cùng bố thí ra mà lòng chấp thì phước sanh thiên, khi phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút, tên sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. À, tu cái phước phước báo hữu vi nó giống như là bắn tên vậy, là nó đi lên đã rồi nó mỏng mòn rồi, mỏi mòn rồi là nó rớt sẽ xuống, không ai định hướng chỗ nó chỗ nào cho nó rớt theo ý muốn được. Sao bằng tu thật tốt mong nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. À, ta tu theo cái thật tướng môn á, tức là ta nhìn thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là vô tướng đó, ôm gốc là ôm cái đó đó, đó. Cho nên học bát nhã này là tu hành ôm gốc đó, phải tu học học phương tiện bát nhã, rồi vận dụng quán chiếu bát nhã để đạt tới thật tướng bát. Bát nhã là mình đi vào cái thật tướng môn. Mà đi vào thực tướng môn mà thành tựu được cái thật tướng bát nhã rồi đó, là coi như nhảy của một nhảy mà tới ngay vùng đất thật. Đó. Thành ra là tu này là ôm gốc đó, đáng đắc bổn mạc sầu mạc đó. Cần ôm gốc, không nên quan tâm chỉ cần ngọn. Cho nên là pháp hữu nhi là mà tu á, nó nhiều lắm. Nhưng mà tu rồi là có thể là trở lại sinh ra cuộc đời không như ý liệt. Cúng chùa cũng vậy, đem tiền cúng chùa rồi, trời đất ơi, cúng chùa đàng hoàng rồi, giờ tưởng ông này sao mà thấy ít có tụng niệm gì. Cứ đi đám vậy đó, về rồi lại còn uống bia lon lần cả 7-8 lon đó. Trời đất ơi, nếu mà phát hiện ra được cái đó là nổi phiền não của mình còn dữ nữa. Ta uống kệ người ta chứ mắc mới gì đi rình. Vậy mà rình à, rình để nói tôi cất chùa với ông mấy tỷ bạc bây giờ ông vậy đó hả? Thế thì là phước hữu, pháp hữu vi đó là cái phước nó vậy đó. Thế còn học cái này rồi ha, không có vấn đề đó. Việc có tôi làm, việc có các vị làm. Tôi Bồ Đề, ông đừng nghĩ như vậy. Không phải vì không có 32 tướng cụ túc mà Như Lai mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Này Tôi Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng như người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoạn diệt. Các pháp vẫn cứ các pháp, không có chuyện gì mà phải là quỷ đi hoại đi, phải xóa bỏ đi cái 32 tướng mới có thành Phật được. Như Lai không cần nói cái đó. Cũng như Như Lai dạy cho mọi người biết rằng giải pháp giải không, nhưng mà không có nghĩa là phải nghiền cái núi để cho biến ra cho nó thành bụi nó bay mất. Đừng có tìm hiểu cái thứ giải không kiểu đó, thì Như Lai không có nói đâu. Đừng có cần nghiền cái cỏ cây hoa lá này cho nó trống trơn cho nó trở thành giải không, không phải vậy đâu. Đừng có âm mưu mà quỷ diệt cái ngôi chùa này, cái ngôi lầu nọ, cái nhà kia để cho nó biến mất đi để gọi là giải không. Không, ông đừng nói Như Lai nói các pháp đoạn diệt, không có. Nghĩa là núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, sông vẫn là sông, nhà cửa vẫn là nhà cửa, đất đai vẫn là đất đai, mọi người đều là y nguyên đó. À, vấn đề của là nhìn thấy được cái tính chất giải không của vạn pháp để mà không chấp mắt, chứ không phải là phải hủy diệt nó. À, cho nên này Tôi Bồ Đề, ông đừng tưởng Như Lai là nói cái pháp động diệt đâu nha. Dù Như Lai dạy mọi người phải tất giai không của vạn pháp, vì vạn pháp duyên sanh nó như quyến, nhưng mà Như Lai không cần phải nghiền, phải là phải tùy diệt nó. Cho nên núi trước khi chưa tu hành, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, sông cỏ cây hoa lá
vẫn là cõi cây qua lại. Trong thời gian tu hành 30 năm, hạ thủ công phu, thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, sông không phải là sông, đất đai có cây hoa lá không phải là đất đai có cây hoa lá. Sau 30 năm tới cái ngày mà đạt đạo, nhìn núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, sông vẫn là sông, có cây hoa lá vẫn là có cây hoa lá đó. À, do vậy cho nên Như Lai không có nói giảng pháp là đoạn diệt đâu nha. Không cần phải bỏ 32 tướng đi mới thành Phật được. Nhưng mà bảo rằng do có 32 tướng thành Phật, nói vậy không trúng. Ghê gớm cái lý luận tới vậy đó chứ. Cho nên là vị thiền sư người ta làm bài thơ đó là: Lô sơn dân vũ chiếc giang kiều, dĩ đáo thiên ban hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự, mà lô sơn dân vũ chiếc giang kiều, mù tỏa lô sơn sống chiếc giang, khi cho đến hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, vẫn là mù tỏa lô sơn, vẫn là sống chiếc giang. Có bà Phật tử là phải nghe vậy rồi, cái âm điệu vậy, bà về bà nói, bà diễn lại, đã là mồ tổ bây ơi, nó chửi tao. Khi chưa học Phật, nó giận làm sao, học rồi nghĩ lại không gì lạ, mồ tổ bây ơi, nó chửi tao. Chưa học Phật nghe, nghe động tới bản ngã mình giận dữ lắm. Tới chừng học hiểu kỹ được mà được mớ kinh điển rồi cái này, học rồi thì nghĩ lại không có gì là mồ tổ bé ơi, nó chửi tao vậy thôi. Cho nên ông đừng nói Như Lai nói là các pháp đoạn diệt, ông đừng nghĩ thế. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không chủ trương vạn pháp đoạn diệt đâu. Không cần phải đoạn diệt, phải quỷ bỏ hết vạn pháp. Không cần. Núi sông đất liền trời trăng mây nước vẫn là núi sông đất liền trời trăng mây nước đó. Nhưng mà với cái nhìn của Phật nhãn, của tuệ nhãn, thì ta vẫn thấy là vạn pháp dai không. Vì người ta hiểu được cái tính chất duyên sanh như huyễn của nó. Chứ không phải là nghiền nát rồi bỏ đi để mà tiêu diệt nó. Tiêu diệt nó đi đâu? Khoa học ngày nay người ta cũng chứng minh rằng là sự vật mà tiêu diệt nó không đi đâu được hết. Nó vẫn ở trong cái vũ trụ bao la này, nó tan ở đây, nó hợp chỗ kia, tan chỗ kia, nó hợp chỗ nọ. Cho nên không có mất. Thế thì giá như có nghiền đi nữa là nghiền để sự vật này nó tan đi đâu. Nó tan rồi nó cũng vẫn hợp thôi à. Cho nên vấn đề thành Phật không có nghĩa là phải quý diệt hết mọi cái để cho mình trở thành rỗng rang, trống rỗng, không phải vậy. Sắc thân ba mê tướng còn được gọi là sắc thân cụ túc. Sắc thân này Phật có và chuyển luân thánh vương cũng có. Thế nhân Phật là Phật, còn chuyển luân thánh vương là chuyển luân thánh vương. Vấn đề âm thanh tốt cũng thế, Phật nói chim ca lăng tần già cũng có âm thanh tốt đó. Do đó với nhận thức của người trí, với sắc thân 32 tướng không phải Như Lai, nếu thiếu cái chất giác ngộ giải thoát đối với chân lý. Phàm thiếu cái chất giác ngộ giải thoát đối với chân lý thì không là Như Lai, ví như chuyển luân thánh vương. Âm thanh hay và tiếng tốt cũng vậy. Hai cái luận cứ đó nhằm giới thiệu cho người Phật tử một căn bản nhận thức thế nào là một Như Lai qua cái tinh thần Bát Nhã Ba La Mật. Sắc thân 32 tướng cụ túc không phải Phật. Âm thanh nói pháp không phải Phật. Vậy hãy tìm Phật ở đâu để được thấy biết Như Lai? Tìm ở cõi hư vô xa thẳm trong vũ trụ mông lung ư? Không được, vì Phật không phải cùng loại với hư vô. Mấy cái câu này là đánh đổ quá gắt gao, quá mạnh để cho nó hiển lộ chân lý. Tìm Phật trong hư vô không đúng đâu nha. Tìm Phật ở trong những điềm chim bao đẹp, có áng mây hồng, có hồ sen trắng, có dáng điệu tha thước của đấng thần tiên ư?
Không phải, trong chiêm bao không bao giờ có Phật, vì Phật không phải là mộng ảo bâng quơ. Tuyệt đối là trong chiêm bao đừng có bao giờ tin. Tôi xin nhắc lại là ác mộng không tin rồi. Không ai mà quê mùa mà khờ khảo mà tin cái ác mộng để cho mình khổ. Nhưng mà mộng đẹp cũng không nên tin. Mà đó là một vấn đề có thật. Nhưng mà có thật đó là ảnh hưởng với cái sinh lý, đối với cái nếp sống hàng ngày của chính ta. Cho nó không có thật. Hay là tìm Phật trong thiền định xuất hồn rất là tai họa, xuất hồn không thể gặp Phật, vì Phật không phải là cái loại vía quỷ hồn ma. Cho nên thành Phật là thành ở trên thế gian này chứ có xuất hồn ở đâu. Đức Phật Thích Ca thành Phật trên cõi đời này bằng xương bằng thịt, các vị đệ tử thành A La Hán cũng trên cõi đời này chứ không phải là bằng hồn ma vía quỷ. Xưa kia khi còn tại thế, Phật có 1250 đệ tử A-la-hán luôn luôn tùy tùng thân cận nghe Phật thuyết pháp. Rày đó mai đây, có phải chăng Phật là một cái hồn? Các vị đại A-la-hán vận dụng những 1250 cái hồn phiêu phiêu vương vưởng để được gần gũi Đức Thế Tôn Như Lai ư? Không, Phật không phải là ông gì xa lạ, cũng không phải là vía thánh hồn ma. Phật là một con người, ngoài con người ra không thể tìm đâu cho ra Phật. Như nói nãy đó, hồi nãy một đạo hữu Phật tử hỏi tôi chứ đời nay có ai chứng như các vị á. Tôi nói thì tôi nè. Rồi tụi ai đó, tôi nói tìm đạo hữu đấy. Ông cười đó, đó là nói thật đấy nha. Bởi vì tôi không phải là chứng đắc cỡ thành hội, cỡ Huệ Năng, mà tôi còn chứng đắc luôn cả A-la-hán, cả Bích Chi Phật, cả Diêm Giác, cả Bồ Tát và cả Vô Thượng Bồ Bồ Đề trong này nữa, kể cả Đa Hữu cũng vậy. Chứng đắc rồi trống hết đó, đề tài chưa lấy ra xài được thôi. Tất cả mọi người làm hết mà. Làm hết được thì tất nhiên là Bồ Tát được, là A-la-hán được chứ gì. Thế thì mọi người đều có chứng đắc rồi hết rồi đó chứ. Cho nên cái vấn đề chứng đắc là đừng có hỏi người khác. Hỏi là sao mà nói được. Tôi nói tôi chứng đắc vậy thì không chịu tin rồi. Vậy là tôi chỉ người nào cho các vị tin vào đây. Thế thì là tốt nhất rồi. Đừng bao giờ tìm hỏi cái đó. Mà cái đó hãy ai mà có chứng đắc là chỉ có người đó tự biết. Và nếu mình muốn biết thì chỉ cần thấy ở gần cái người đó, thấy coi cái đời sống của họ, về thân của họ có phạm lỗi không, miệng của họ năm này qua tháng khác có phạm lỗi không, ý nghĩ của họ nó biểu lộ ra thân và khẩu có sai lầm không. Nếu họ không sai lầm là người đó có chứng đắc, mà tự thấy và tự tìm hiểu và tự biết chứ không chỉ cho người khác biết được. Do vậy cho nên là vấn đề chứng đắc là các Phật tử tự hành tàng hư thật, tự gia tri hòa phúc nhân do cánh vấn thủy. Cái diện hư thật, mình làm thiện mình làm ác mình tự mình biết, rồi cái kết quả đó trong cái đời sống của mình có an lành nhiều hay là ít cũng tự mình biết, không cần hỏi ai. Và người ta có khoe khoang gì đó mình cũng đừng bao giờ tin cái đó, không cần tin. Ta dùng cái danh từ gì cao rộng ghê gớm lắm mình cũng đừng tin. Cho nên là Phật không phải là cái ông gì xa lạ, cũng không phải là vía thánh hồn má. Phật là một con người, ngoài con người ra không thể tìm đâu cho ra Phật. Người đệ tử quy Phật cũng chỉ là quy y với con người. Con người lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn. Lưỡng túc tôn là cao quý hơn hết trong cái loài hai chân. Và con người này là lưỡng túc tề tôn, là phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, gọi là lưỡng túc tề tôn. Chứ túc là đủ, lưỡng túc là phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, gọi là lưỡng túc tôn. Đức Phật là người đó, là người lưỡng túc tôn.
là người có trí tuệ hơn hết trong những cái loài đi hai chân, cao quý hơn mọi người trong loài người, và phước túc tuệ túc là người đó đó, chứ Phật không có ông gì ghê gớm lắm đâu. Giác và mê là cái tiêu chuẩn để mà kiểm tra cái chất lượng chúng sanh và Phật. Còn 32, 42, 52 tướng có chăng cũng không phải yếu tố quyết định địa vị của một Như Lai. Báo rằng do có 32 tướng cho nên là Phật, hiểu thế đã sai lầm. Báo rằng không do 32 tướng mới được quả vô thượng bồ đề. Đó là cái lối chấp đoạn diệt càng tai hại lớn. Phật nói người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nói vạn pháp đoạn diệt, không chủ trương các cái thiết đoạn diệt ấy. Với sắc thân 32 tướng, Như Lai bất tức bất ly tìm thấy Phật và biết chúng sanh phải nhận thức trên cái tiêu chuẩn mê và giác. À, lấy mê và giác làm cái tiêu chuẩn để nhận thức Phật và chúng sanh. Hết giờ, dừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành.